Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại các địa phương trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Dàm Cỏ Tây thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa. Dù sạt lở bờ sông Dàm Cỏ Tây với chiều dài sạt lở khoảng 50m, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông từ 4 đến 6m, phạm vi xuất hiện vết nứt dài khoảng 160m và có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở. Sạt lở đã làm cuốn trôi hoàn toàn 15m đê bao ven sông, tuyến đường giao thông nông thôn. Nguy hiểm hơn, vụ việc còn uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân nằm cặp bờ sông Dàm Cỏ Tây. Dù bắt đầu vào mùa mưa bão, nhưng nước tại các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long chưa thật sự quá lớn. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây, tại địa bàn của tỉnh Bạc Liêu hiện cũng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhỏ lẻ ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân. Ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, chỉ trong vài ngày, 4 nhà hàng xóm liền nhau đã bị kéo sập gần như hoàn toàn xuống lòng sông Bạc Liêu, Cà Mau, trước sự bất ngờ và lo sợ của các gia đình. Nguy hiểm rồi, bắt đầu rút chạy lên trên hết trơn, đâu có ai còn hết. Đồ như đồ đạc, đồ cái nào ấy thì sáng lượm lại được, thì lượm không được thì bỏ, chứ đâu dám, đâu ai dám vô lấy đâu. Tại giấc khuya nữa, đâu có người nào hết. Nhà ngủ nhà trên này, nhà dưới là cứ sụp xuống là bỏ chạy thôi. Không chỉ kéo sập một phần những căn nhà cũ, cả những căn nhà mới xây kiên cố, đóng cọc xây móng sâu cũng bị kéo xuống sông. Lúc 12 giờ phía thì cũng coi cũng im lìm, thì vừa vô trong nhà cỡ 10 phút nghe gắt gắt là vừa kêu vợ chạy ra ngoài lộ, chạy ngoài lộ là nó xuống ầm liền luôn. Riêng tại ấp 2 xã Tân Phong trong khoảng một tuần nay, đã có 13 căn nhà bị sập xuống sông, gần 100 căn nhà đang có dấu hiệu bị nứt. Địa phương đang nỗ lực vận động di dời người và tài sản đi đến nơi an toàn hơn. Những hộ mà nào lớn tuổi, khó khăn, không có con cháu ở nhà đi làm ăn xa thì mình phải vận động trước để bà con di dời. Còn những hộ nào có con cháu ở nhà thì mình cũng đang vận động để bà con nên bảo vệ tài sản riêng của bản thân gia đình và tính mạng của mình để cho an toàn. Đây là điểm sạt lở mới nhất tại tỉnh Bạc Liêu thuộc xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Việc sạt lở không chỉ kéo các nhà dân xuống lòng sông mà còn cả kéo cả một hệ thống xử lý nước thải dự phòng của doanh nghiệp được làm bê tông cốt thép kiên cố cũng đã bị kéo sập xuống lòng sông chỉ trong vòng một buổi đêm. Không chỉ thế, kể cả hệ thống nhà xưởng tiền chế rồi là hệ thống bức tường cao 2m ở phía ngoài kia cũng đã bị kéo sập xuống lòng sông. Địa điểm sạt lở mới này có chiều dài 59m, sâu vào bờ khoảng 20m. Địa phương đang đề nghị khẩn trương di dời tài sản, máy móc tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi khác. Xã Long Điền Tây có khoảng 3.000m ven cửa sông Gành Hào với hơn 10 hộ dân. Một số nhà máy cũng đang lo lắng nguy cơ có thể xảy ra sạt lở trong thời gian tới.